Cái này cái rừng mây nu gồ công nha các bạn. Cái rừng này là nu là gọi là khá đẹp rồi, nu vậy gọi là cũng được rồi, xuất sắc rồi. Quá là nu rồi. Cái rừng này là hồi xưa biết sao không? Người ta trồng, người ta cố tình người ta trồng, người ta đang vô nha các bạn. Hồi xưa nhiều khi có ba mấy cái cây này nó dính là còn một số cây này là người ta trồng mà. Người ta trồng ghép nha, cái rừng này là rừng ghép nha các bạn. Ghép nhưng mà thấy trồng thời gian nó đang lại với nhau luôn nè. Trồng 2 3 năm trồng nó đang lại với nhau các bạn không? Thì như một cái rừng ngoài tự nhiên nhìn khá đẹp. Tổng thể nó nhìn cũng khá hay. Cái rừng này cái dòng lớn lắm. Mình thấy cái thước dây này 150 nè. Còn hết thước luôn, cái này chắc 160 thôi. Dòng này 160. Mấy cây này bự 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 không? Ba mấy 40. Cây này chắc 40, 40. Bự bự không ai mà nu. Cho nó cao 1 2 3 cao khoảng 66 67 nha các bạn. Rồi cũng cũng chứ mà. Này nu đẹp luôn, nu mặt thủy mà nó kiểu nó lộ rõ lên. Mấy cái này sau này lan ra nu cám đẹp lắm, nu hộp hộp y như nu hạt lựu, cây này nu hạt lựu đẹp. Chiều dài của cái bệ này là 1 2 3 70 bạn. Chiều dài cái cục đất này nè, 70 nặng lắm nha. Cái này nói chung là tiền ship là cũng khá mà mắc. Nặng quá. Cái rừng này phải chịu. Rừng này cũng anh nếu mà mua phải cái rừng này cũng ấy ưu tiên chuyển cọc 30% nha các bạn. Rừng này đẹp lắm bạn ơi, lâu lâu mới có một cái rừng đẹp này. Hồi xưa ta chọn những cái cây nu rất là nhiều rồi, người ta ráp lại làm đẹp quá trời. Cái này bán cự ly gần thì mình giao trực tiếp luôn các bạn ơi. Bán cự ly gần thì mình giao trực tiếp luôn, còn như xa xa thì ngoài miền Trung đổ ra thì như Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai gì có thể mình giao trực tiếp được chứ. Ở gần gần mình giao được chứ xa quá mình cũng không giao nổi. Mấy cây này nếu mà ship bưu điện á, nhiều khi nó dục tới dục lui hư cái cây mình uống các bạn. Hoặc là đóng một cái kiện lớn bây giờ chi phí nó cũng mắc quá. Nhưng mà Hà Nội chắc phải đóng cái kiện lớn. Cục này nặng. Nu gồ công nha các bạn. Rừng này đẹp quá. Mình thích cái rừng này ghê. Hồi đó giờ mình thấy cái rừng từ lúc làm gồ công tới giờ phôi tới giờ mình thấy cái rừng này là thấy ổn nhất. Đây là cái rừng ráp nha các bạn. Đang lại. Cái này mốt lấy mặt tiền ở đây các bạn. Đây hoặc mình cho mình qua bên kia rồi. Cho mình qua bên kia. Mặt bên đây thì thấy nó cứng cáp hơn, nu nhiều hơn. Nu công nha các bạn, rừng này khá đẹp. Anh em được thì cứ điện thoại cho mình